cô chú ơi. Một ngày trời bình yên nữa đã tới. Đó, coi chay kìa. Coi chay được chạy nhảy kìa. Hôm qua Ngọc có đọc được một comment của cái bạn kia. Bạn nói là ước gì trời còn đẹp để chay có thể tung tăng đi rồi dịch. Mà nay dịch đâu biến mất tư trơn, còn hai con. Chay, con đi đâu vậy? Nó chạy đi giống như là nó biết là chuẩn bị nó đi đâu hay sao á. Coi nó ăn kẹo cái miệng nó dính xanh lè kìa cô chú kìa. Nó chạy giống như là nó chuẩn bị nó biết là tôi muốn đi đâu rồi. Nó chạy không có phương hướng luôn. Con nói đi dịch. Đi ra lùi dịch đi. Đi ra lùi dịch không? Coi con cái miệng kìa. Cái miệng đâu? Cái miệng đâu? Đưa cô chú coi cái miệng coi. Miệng. Miệng đây nè, con cái miệng nè, đây nè. Không, không có chạy. Không có chạy mà. Cô chú thấy bên này ngoài bãi đậu xe nó gọi là cái gì? Trống trải ghê ghê không? Ta đi làm hết rồi cô chú. Sao ban dịch chạy xuống đó cô chú? Dịch đâu con? Trời ơi coi được không? Tự nhiên nó lại đó nó ngồi luôn. Tôi đâu có kêu nó lại đó nó ngồi đâu. Trời ơi nó lại nó ngồi giống như nó đang ngắm cảnh thiên nhiên, nó enjoy, nó thưởng thức cái cảnh đẹp, thưởng thức những cái con vịt đồ này kia khác nọ. Coi được nó không? Trời đất ơi. Bây giờ nha. Mỗi khi chiều về, chay ngồi hát bên dòng sông. Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người. Đúng. Ui. Bài này đúng luôn, bài này đúng đúng bài luôn rồi. Đúng là dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người luôn đó cô chú. Từng chiều chay hát cho vơi đi nỗi buồn. Nỗi buồn của chay người lữ khách tha phương. Ui, thấy chưa? Hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng chang chang. I love you. Lên xuống tảng, xuống bãi cỏ con ngồi hả? Con ngồi xuống coi. Đó, Thiêu ngồi xuống là ngồi phía của chú. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Làm gì vậy? Thênh thang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Chà, bữa nay năng động quá luôn. Lùi dịch xong hả chay? Con lùi dịch xong hả chay? Lùi dịch xong chưa? Xe hả? Ừ đúng rồi, xe đó con. Xong nhiệm vụ lùi dịch rồi, nhảy xuống. Giỏi quá, high five với mẹ cái đi. Boom. Kêu high five không, high five. Cái áo này thích cái áo này ghê luôn. Xẻ nhẹ cái đường ở giữa, trên cái là thấy cái áo dễ thương rồi liền. Hôm nay trời đẹp quá, mặc áo nhẹ vậy là quá đã luôn. Có nắng, trời đẹp hay không là do có nắng hay không nữa nha cô chú nha. Nếu mà có nắng là mình sẽ cảm thấy ấm lên liền, nhưng mà nếu mà cái thời tiết này mà không có nắng là nó sẽ lạnh á. Ừ, ngộ vậy đó. Nắng thì mình dội vô mình á, mình thấy ấm. Đi thời trang vậy đó. Đang tập đi một cái đường thẳng, không có được quẹo đường nào á, mà đi mà không nghiêng ngã là thấy là đi làm người mẫu được rồi đó. À, cái bóng của con đâu, con chỉ mẹ coi cái bóng con đâu. Bóng con kìa, đó, cái bóng con đó. Bóng. Bóng băng băng đó. Rồi con ngồi như bà Tám. Gì chay. Hả? Hả? Ngồi y bà Tám thì cái gì chay. Ê. JD, what color is the car? Xe đó màu gì? Màu gì á con? Dạ. What color? Màu đó màu gì? Màu gì? Màu gì? Black. Đúng rồi, black là màu đen. Rồi đi lại đây, chiếc xe này màu gì? Chạy đi, xe này màu gì? Lại đây, bước lại đây coi xe này màu gì. Xe này màu gì? Màu gì? White, đúng rồi, là màu trắng, đúng rồi, giỏi quá. Đi đâu nữa, xe nào nữa? Khoái em, ham học lắm. Học mọi lúc mọi nơi.
Có người ta giờ đi học rồi mà, người ta phải học cho chủ. Không biết cái áo con chay đang mặc màu gì ta. Rồi giờ lại coi xe nó màu gì đó. Xe này màu gì trời, xe này lúc nào cũng làm khó tôi. À, xe này màu gì ta? Hả? Đâu phải màu... xe này màu gì cô chú à? Trời ơi, cái màu này nó... màu này... màu màu đồng hả? Ha, vàng ha, vàng gì cũng chả hiểu luôn, mẹ không có câu trả lời cho em. Ui, 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 đừng có đụng vô bánh xe. Nasty. Ew, yucky. Yucky. Ok, what color is this? Màu gì? Hả? Màu gì? Màu gì đây? Màu gì con? Màu gì? Màu gì? Màu gì? Red. Đúng rồi. Đi không? Đi xe không? Rồi, xe tay ra, coi cái tay con kìa. Ew. That's nasty. Ew. No, don't touch me. Đừng có đụng mẹ, dơ quá à. Chạy vô, đừng có chùi vô áo. Dơ hư áo. Đi vô nhà rửa tay, đi. Vô nhà rửa tay con. Đi, đi vô nhà rửa tay này, đi đường này nè, qua phải, qua phải. Đi vô rửa tay. Đó, thấy chưa? Cái tay dơ rồi, thấy chưa? Đi vô đi. Thì con nó biết đường nhớ nhớ vô nhà không? Không, giờ là vô nhà là chuyện bình thường với người ta rồi. Ta biết nhà người ta ở đâu mà. Ồ ồ, cỏ màu gì ta? Chỉ đi, what color? Cỏ màu gì? Cỏ màu gì con? Cỏ màu gì? Màu gì? Hả? What color chị đi? Cỏ màu gì con? Green. Green. Đúng rồi là. Ơ gì à? Dơ hả? Đi, cỏ màu gì? Cỏ màu green. Đi, đi, đi vô. Đi. Tiếp tục cuộc hành trình đi. Đi con. Ừ, dơ rồi đó. Ôi, yêu. Lang thang, lúc nào cũng lang thang. Sướng nhất là được ở nhà với mẹ. Hả chay hả? Bây giờ đi học rồi mới biết là ở nhà với mẹ sướng như thế nào chay hả? Thoải mái, tự do. Khoái lắm, đi học vậy chứ mà mẹ mà đón là chạy ơi lại ôm chầm lấy mẹ luôn cô chú ơi. Giống như là nhớ mẹ dữ lắm luôn vậy đó. Con người ta biết đường vô nhà phải không? Nó đang dẫn Ngọc vô đó. Đi qua coi bà đi lô rạch có nhà không? Hả? Có cái miệng kìa. Máy bay. Đi xong sắp tới mùa Halloween rồi nên cho đi hai đó trời, nó thấy ông kia thuốc ngoài kia mà cũng hai ông nữa. Cái sắp tới mùa Halloween rồi cho cái miệng đi ra đường xanh 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 đỏ đỏ rồi cũng vậy cũng được. Halloween mà. Đây con lại hửi bông coi coi. Hửi bông coi bông đẹp không lại hửi coi. Đây nè, bông đây nè. Bông đây nè. Thử coi. Thơm không? Đẹp. Hả? Rồi đi lại em bé đang chi vậy? Thôi em bé ngồi đó đi con. Dạ. Nói, con nói em bé. Bé. Ừ. Trời ơi, bây giờ nó đi nè mà nó thấy đứa nít nào mà nhỏ nó biết chứ nó kêu lại gì không cô chú? Nó kêu bê bê. Bê bê. Nó mà thấy ai nhỏ nó thì nó kêu bê bê là phải làm cho nó lớn lắm vậy. Con kêu bà đi Laura Scar, bà có nhà không? Wow. Vậy đi. Bông này màu gì? What color? No, what color? Trời đất ơi. Rồi tôi cho bà đi Laura có đập bà đập cho nè. Màu gì? Màu bông này màu gì? What color is this? Yellow. Đúng rồi. Wow, thơm quá. Con ngửi thơm không? Thơm không? Trời ơi, tự nhiên cái đưa nó hỏi thử bông cái đi ngắt ngắt bông của người ta có được không? Té nha. Ai? Té nha. Ok. Ok. Màu đó màu gì? Màu đó màu gì?
Cái này là gì chay? Cái này là gì? Open. Gì open gì? Flag. Con nói đi flag. Nói đi. Không nha, không được bước vòng của người ta nữa nha. Nó hửi một cách nhiệt tình luôn, nó hửi y như là nó hửi mà dầu thơm vậy đó. Cái này là gì? Lá cờ. Lá cờ. Lá kỳ đâu? Ủa sao bắt được ba lá kỳ ngồi trong nhà của bà đi lo rồi xìa. Ôi trời 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 trời, tự nhiên cái dở áo ra. Mình cũng no, không được, bỏ xuống. Giờ thì xong chưa? Vô nhà chưa? Giờ vô nhà rửa tay nha. Nha. Vô nhà rửa tay nha. Nha cô bé ở giờ. Chưa chịu nữa. You miss mommy? Yeah. Yeah. Give mommy a hug. Oh, I miss you, JD. Hi. Hi. Nhưng bây giờ con bye bye mấy bạn về nè, bye bye. Bye. Say see you later. Oh, you miss mommy? Yeah. Yeah, how much? Hi. Yeah. Mày chở con về rồi con muốn gì nữa, con nói mẹ nghe coi con muốn ăn cái gì. Chiều nay con muốn ăn gì con nói mẹ nghe coi. Mà bữa nay con đi học rồi cô có cho con có chỉ con ABC không? Cô có chỉ con color không? Không luôn hả? Rồi hồi nãy mẹ thấy cô cho con ngồi con đánh trống hả? Con đánh trống bùm luôn hả? Wow, con có thích đánh trống không? Con nói đàng hoàng, con nói chuyện mẹ mà con cứ ứ làm sao? Con muốn vô công viên chơi không? Hả? You wanna go to the park? Yeah. Yeah, say please mommy. Please okay. Mommy. Đúng rồi, bây giờ mày chở con vô công viên chơi nha. Me. Yeah. Yeah. Con nói thank you. Yay, bird. Con nói yay. Yay. Yay, cô chú ơi, chơi được mày chở vô công viên chơi rồi. Con có thích không? Con có thích không con? Yeah. Dạ thích. Rồi đi vô công viên chơi nha. Rồi đi. Đây nè cô chú ơi, chơi về là mẹ chơi cho chơi dừng lại ở công viên chơi. Vui không con? Vui. Dạ vui. Dạ đàng hoàng. Yeah. Hello. Hi. Làm gì? Hả? Làm gì? Có gì trong à? Có gì trong đó mà nghiên cứu dữ vậy? Nghiên cứu mà chổng mông chổng đít vậy gì vậy? Xuống hả? Xuống đàng hoàng. Không, mẹ không có bồng, xuống đàng hoàng. Tự xuống đàng hoàng. Đúng rồi. Hey. Gì vậy? Hey. Yeah, what are you doing? Playing. Sandbox? Oh, wow. Ooh. What do you see? See any gold? Is there any gold in there? Yeah. Hello. Yeah, mommy's making some food. Here, flip it around. Do it, go like this. Flip it. Now do it like this. There you go. See? Ooh, made a line. Okay.
What are you finding in there, JD? Anything good? Yeah. Can you write your name? Jay. You just erased what I did. You say no. There you go. Lucky, where'd Lucky go? Lucky's right there. We can see Lucky. No, Lucky's not out of there. Yeah. A. JD, bring back your shovel. Thank you. Mm-hmm. Oh yeah, you know, over there at the lake. Here, wanna hold my hand? Oh, there he is. Yeah. Hi, Lucky. Yeah. Mm-hmm. Where are you running off to, honey? Yep. My little girl, you're so pretty today. You wore a pretty outfit. Oh yeah, you want to play with that again? Play in the sandbox. Can you say sandbox? Can you count the geese? One, two. Mommy wants you to come in. Yeah? You like playing on the grass? High five. High five. Mommy called us, okay? I guess dinner's ready. You ready to eat some dinner? Whoa. You're so dizzy. Can you say dizzy? You're so dizzy. Wee! Wow. Wow. Ready? Mommy said dinner's done. See? Are you hiding? Are you hiding, JD? Come on, let's go have some dinner.